bơi dịch lại đằng này đi con. Đừng ra chỗ hụt đầu vội nhá. Bơi lại đây. Đi rồi đi. Bơi hẳn đi. Chỗ này là tìm đầu chưa? Tìm đầu rồi. Nào, nhắm mắt vào ngay. Con sẽ tự đi rồi. Hít một hơi vào và lập tức nhịn thở để bơi vào đi. Con bơi lại bố đi. Bơi lại đây, bơi hẳn ra đây đi. Nổi đầu, đúng không? Bơi nổi đầu cũng được. Không phải chỉ đầu. Con chỉ ở trong đấy thôi nhá, chỉ ở chỗ đến cổ nhá. Bố đi đâu ấy? Bố đi dạo một vòng. Con không được theo bố đâu. Bởi sao? Bởi vì nó rất sâu. Chỉ ở đấy thôi nhá. Nếu mà không thì nếu con muốn bơi xa có thể bơi nổi đầu. Ở đây mà chìm là con hay bị hỏa. Ôi, có những chỗ mà mát lạnh nha, có chỗ thì nóng. Bơi lại đây. Nổi đầu đi, bơi ếch nổi đầu đi. Cứ từng nhịp một thế, vẫn cứ hít thở bình thường. Nhưng mà mỗi lần xong lại giữ hơi thở lại. Thế. Không phải nhanh quá nó mệt. Hả? Ôi chỗ này nóng giọt ra. Nhưng mà chỗ này thì ma giọt ra. Bơi dịch lại này con ơi, dịch lại này đi. Nào nổi đầu lên, bơi anh đi. Đầu lên. Bay gần lắm nữa. Chưa, một lúc nữa. Tìm tìm nhỡ đâu có những chỗ mà nó hụt hẳn chân xuống là con sẽ bị sợ đấy. Con chưa quen. Bố mẹ mày mắng nào, con sợ mẹ mắng lắm. Con sợ mẹ mắng lắm. Bảo là mồ hôi con. Nhưng mà nó cả người mà. Thì đi đạp xe mà. Nhưng mà nếu như vậy mà có ai cười là một mẹ biết là lừa đấy. Cơm phải là lừa. Mẹ tôm đi tôm sướng lắm. Không, không dám ra đâu. Nào, con làm gì đấy? Chìm đầu ở đấy, bơi vào đi. Nói chung là chỉ đến con con chỉ bơi chỗ đến mồm là được rồi. Đừng có bơi đấy. Con thì nhảy xuống nhá. Không, chỗ này nhảy sợ đau chân đấy. Chỗ này nước mặn lắm này. Đâu? Nên con phải lặn thì mới thấy được cái nước mặn. Cái đầu tay. Có cái nước mặn này, cái nước mặn. Đấy. Thì ở đây nó có một cái cống này, có cái cọc bằng sắt kia kìa. Nó là cái cống ấy, thì nó sẽ có hai nước và chênh lệch nhiệt độ. Lẽ ra con tập bơi ngửa thì con còn có thể bơi ra kia được. Tại sao bố? Bơi ngửa thì mình không phải chìm mặt. Nhưng mà nếu mà mình hơi hít chân. Bởi vì con đang chưa quen bơi. Các bạn lấy cao. Ừ.
bạn ở đây bơi thổi đào thì không thể không bị nước vào mắt. Bơi đi. Con ở im đấy nhé. Bơi đâu? Cố đi bơi một vòng. Cô có thủ cao không? Cô bơi được nổi đầu mà. Cô bơi đến thanh sắt. Con không được đuổi theo bố đâu nhá. Vâng, bố cô đến thanh sắt kia hả bố? Ừ. Không quay lại à? Không, bố quay lại ngay. Không được đuổi theo bố đâu ấy. Không đuổi đâu. Con mà đổ chết đuối à? Bố bơi sải vào cầu nhá. Hay không? Thích nhờ? Từ sau về sẽ ra đây nhá. Đây chủ tôm nữa. Chủ cả các con chị bông bóng su nữa. Chủ cả Minh Cú nữa. Là vẫn ngoi đầu lên thở nhưng mà nhắm mắt. Vì là nó nước này nó vào mắt rồi. Đây. Cô vẫn nhắm mắt mà. Đúng. Chỉ bảo mình hé đâu cái để mình nhìn đường á. Qua đây mà qua. Đây lại đây. Con tập bơi nổi đầu đi. Nhớ là sâu đấy nhá. Vâng. Con làm sao mà đi ở bố? Con đạp chân. Đúng rồi này. Con đạp chân theo bố để cho bố nhẹ. Giỏi lắm. Đạp với đậy răng đạp. Cũng lấy hơi như bình thường cho nó nổi. Phải tập thế dần thì lát nữa mình có thể bơi xa ra được. Con đứng im ở đấy nhá. Đi đâu ấy? Không rất xa, để bố lên xem có điện thoại. Thôi lên với.